Voi này thì được xích ở một cái thân cây xà cừ rất là to. Ở đây thì mình thấy là cái voi mà lúc nãy mình quay cho mọi người xem ấy, thì mình bắt đầu nhìn thấy là cái nó tên là voi châu Á mọi người nhé. Và đặc điểm đó là voi là cái loài động vật lớn nhất trên cạn đấy, và trọng lượng thì khoảng 5 tấn. Ở voi châu Á, con đực có ngà và con cái thì không có ngà, và tuổi thọ thì khoảng 80 năm. Voi là con vật có tuổi thọ lớn nhất tại vườn thú Hà Nội, gần 70 năm. Ở phân bố của loài này là ở Việt Nam, voi chủ yếu phân bố ở Tây Nguyên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Tập tính của loài voi châu Á này đó là voi sống thành bầy đàn trong rừng nhiệt đới, rừng đồi núi thấp. Sinh sản thì tuổi trưởng thành sinh dục lúc 14 đến 15 tuổi. Voi đẻ một con sau thời gian chửa khoảng 22 cho đến 24 tháng, tức là khoảng 2 năm nhé, đến dao động tầm khoảng 2 năm. Và thức ăn của voi đó là cỏ là thức ăn chính của voi, và ngoài ra tùy theo mùa chúng có thể ăn một số củ quả khác. Khẩu phần ăn của voi trong vườn thú Hà Nội chủ yếu là cỏ voi và cơm nắm, khoai lang, mía và một số củ quả khác với cái khối lượng khoảng 230 kg đó, khối lượng khổng lồ luôn. Đối với loài ngựa hoang ấy thì đặc điểm của nó là loài cơ thể biên độ nhiệt rộng và thích nghi được với đời sống ở môi trường đồng cỏ, khí hậu nóng khô và có khả năng di chuyển rất là nhanh. Nhím thì đây là loài vật mà có đặc điểm là toàn thân thì phủ gai cứng dài nhọn và có khoang đen ở giữa. Cái đầu gai á thì nó sẽ trắng, và gáy thì có bờm, lông nhô cao, đuôi ngắn, quấy đuôi thì có tủng lông gai trắng, vuốt dài nhọn và khỏe. Nó phân bố thì chủ yếu là ở Trung Quốc này, Malaysia này, Indonesia này. Ở Việt Nam thì gặp phổ biến ở các địa phương thuộc vùng núi và trung du. Tập tính của chúng thì nó nhím là sống ở chủ yếu là ở rừng núi đất này, rừng pha che nứa này, hay là rừng cây bụi này, và nhím sống từng đôi hoặc là thành gia đình nhỏ trong các hang hốc tự đào. Và chúng là loại vật chậm chạp, nhút nhát, nên là chỉ có 2 cách tự vệ là trốn trong hang, hoặc là xù lông đe dọa, hay là quay đuôi để tạo tiếng động to, hoạt động kiếm ăn ban đêm, ngày ngủ trong hang. Và thức ăn của loài nhím này là các loại củ giàu tinh bột như là khoai, sắn, hay là các loại quả chín rụng trên mặt đất, rễ cây, măng che nứa và một số các loại thức ăn khác. Và số lượng nhím ngoài tự nhiên đang có xu hướng là giảm sút nhanh do bị săn bắt làm thực phẩm này, và hiện là bị đe dọa ở mức sẽ nguy cấp trên toàn thế giới. Đây là sở thú, họ có xây dựng cái môi trường để cho tạo điều kiện cho nhím nó phát triển và nó sinh sản. Vượn cáo đuôi vòng thì đặc điểm là vượn cáo đuôi vòng chính là loài vượn cáo dễ nhận ra nhất, do có chiếc đuôi dài gồm nhiều khoang đen trắng. Và nó phân bố thì nó phân bố đây là cái loài đặc hữu của đảo Madagascar ở châu Phi. Chúng sống ở vùng rừng ven sông đến cái vùng rừng cây gai ở khu vực phía nam của đảo. Tập tính là cái loài này thường sống thành bầy đàn lên tới 30 cá thể, do một con cái làm đầu đàn, và mỗi một đàn có một cái lãnh thổ riêng. Vượn cáo thì có cái tập tính là đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương trên các tuyến xạ ở tay và gốc đuôi. Hoạt động chủ yếu là vào ban ngày, đêm ngủ trên cây và buổi sáng. Loài này rất là thích phơi nắng, thường ngồi phơi bụng về phía mặt trời. Sinh sản của loài này thì chúng trưởng thành sinh dục khi được 2 tuổi rưỡi cho đến 3 tuổi. Con cái thì mang thai tầm 130, con cái thì mang thai là 135 ngày, đẻ mỗi lứa một con, và con non thì cai sữa sau 5 tháng. Và thức ăn thì vượn cáo đuôi vòng là cái loài ăn tạp,
và thức ăn của chúng thì gồm có lá cây, quả cây và côn trùng. Ngựa vằn, đặc điểm của loài này toàn thân bao phủ, sọc đen trắng xen kẽ. Mỗi con ngựa vằn có một kiểu sọc riêng, giống như dấu vân tay ở từng người. Ngựa vằn phân bố ở Nam Ethiopia, miền Đông và Đông Nam Châu Phi. Tập tính của ngựa vằn là sống thành bầy, hiền và nhát. Song khi bị thú dữ tấn công, chúng tự vệ bằng cách cắn và đá hậu. Ngoài tự nhiên, ngựa vằn chung sống hòa bình với những thú ăn cỏ khác như linh dương đầu bò, đà điểu vân vân. Ngựa vằn thì sinh sản thường đẻ một con, và sau khi sinh 15 phút con non có thể đứng lên đi lại, sau 1 giờ đã có thể chạy theo đàn. Thức ăn thì chúng thường ăn cỏ, lá, cây bụi, rễ cây. Ngựa vằn ở vườn thú Hà Nội được sinh ra tại vườn thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương của Việt Nam và chuyển về vườn thú Hà Nội vào tháng 12 năm 2015. Ở đây thì mình thấy có một cái biển ghi là khu trưng bày chim theo hình thức mở ấy, thì khả năng là những cái loài chim này là được thả tự do ấy. Đây. Chắc là ở cái khu vực này. Nhưng mà dù sao thì ban quản lý cũng sẽ có cái cách huấn luyện và quản lý riêng á. Thì ở đây có một cái khu này, đó là khu trưng bày theo hình thức mở ấy. Sống định cư ở rừng già, nhiều cây gỗ lớn, thích hợp là rừng trên núi đá, nhiều cây cao cho quả mềm. Gà lôi vằn, đây là loài chim họ chĩ. Bộ lông có dải rộng màu trắng, chạy dọc theo hai bên cổ. Mặt lưng có những vân đen mạnh xen kẽ với vân trắng. Đuôi màu đen có nhiều vân trắng hẹp. Phân bố chỉ có ở Việt Nam, vùng rừng Nam Trung Bộ và phần Đông Bắc Nam Bộ. Tập tính của chúng thì sống định cư ở rừng có độ cao từ 200m trở lên. Và chúng sinh sản thì thời gian ấp trứng là 24 ngày. Và thức ăn của gà lôi vằn đó là quả mềm và hạt ngũ cốc và một số các loại thức ăn khác nữa. Hiện tại thì cây mực này chắc là nó đi ngủ mất rồi, nên là mình không thấy nó ở chuồng ấy, mình không thấy nó đi ra ngoài để biểu diễn nữa. Mọi người có thể nhìn thấy cái lông, cái túm đen đen trên này này. Lúc nãy mình quan sát một lúc mình thấy nó động đậy á, thì mình nghĩ đấy là cây mực. Phía đối diện với đằng sau của chuồng cầy mực thì mình thấy có sở thú, thì họ thực ra cái công viên thú lệ này là cái quy mô thật sự là mình vào đây mình thấy khá là choáng ngợp và cũng rất là lớn. Ở đây có cắt tỉa hình cây cạnh hình chữ là Hà Nội Zoo á. Bên này là tiếng Anh này, còn bên này là tiếng Việt. Cái cách trang trí bố trí nó cũng rất là hài hòa và cân đối. Đây chính là beo lửa này, nó ở trong cái chỗ mà nó khó nhìn nhất. Nhưng mà
cả một cái chuồng này chỉ có mỗi một cái khu vực này là động đậy á. Đấy, cái tai của nó kìa. Nó không giống, khá giống một con hổ á, nhưng mà kích thước của nó nhỏ hơn và nó là loài beo lửa. Có thể là do cái tập tính của loài này là nó sẽ không thích cái sự phơi bày á, nên là sở thú họ có làm một cái rào bằng tre để mà chắn để cho nó ở trong đó thì nó sẽ an toàn hơn đấy. Đó. Mình quay cái này mình cũng cảm thấy ôi nhìn nó thế thôi nhưng mà nó cũng nhìn nó cũng dữ, đúng là thú dữ thật. Cái tướng của nó nhìn cũng dữ. Đó, đấy, nó đấy, cái mặt của nó vừa giống mặt mèo và vừa giống mặt hổ á. Ôi, nó gầm đó. Cái vòi mốt này thì ở bên ngoài là cái bộ lông của nó là cái màu xám hung vàng á. Đấy, tức là nó là cái tông nó sáng ấy. Và nó đang ngủ giống như là chết. Và giống như là mình treo một cái gì đó lên cây vậy. Nhìn rất là đặc biệt. Rồi cái vòi mốt này thì nhìn cái kích thước thật sự bên ngoài của nó ấy, thì nó giống như là tức là nó chỉ xem tầm bằng con nhím hoặc là nhỏ hơn con nhím, đuôi ngắn một chút thôi. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu một số thông tin về loài cầy vòi mốc này nó sẽ như thế nào. Cầy vòi mốc này á, thì cái đặc điểm của nó ấy là màu lông thay đổi theo vùng, và nhìn chung thì màu vàng xám hoặc là xám ở trên thân, trên đùi và nửa trong của đuôi. Đấy. Và bụng thì xám trắng, nửa đùi dưới và phần đuôi ngoài đen, có một cái sọc trắng từ mũi đến đỉnh đầu và những cái đốm trắng ở tai và dưới mí mắt. Cả con đực và con cái thì đều có tuyến xạ. Cầy vòi mốc phân bố ở Ấn Độ này, Nepal này, Trung Quốc này, Đông Nam Á này, ở Việt Nam thì có ở hầu hết các tỉnh có rừng ở miền Bắc và miền Nam. Tập tính của cầy vòi mốc thì sống chủ yếu là ở rừng núi đất, rừng núi đá, rừng cây bụi. Cầy vòi mốc thì sống đơn độc và hoạt động kiếm ăn ban đêm, chủ yếu là sống trên cây, ít khi xuống mặt đất và đi lại nhẹ nhàng, leo trèo giỏi và khá là bạo dạn. Ở trong cái chuồng mèo rừng á, thì mình thấy có một cái nhà bé xíu như thế này, khả năng là để cho chúng ở trong này á, tại vì cái tập tính của chúng là nó không cố định á, thì mọi người hoặc là cái chỗ này cũng là cái chỗ mà là để tiện cho nó ăn ấy. Đây có một cái khoang lên thế này, chắc chắn là nó chui vào đây rồi.
thì nó mới được đặt ở trong cái chuồng của mèo rừng. Đây thì mình thấy có cái cây tên là muồng ràng ràng á. Đây, cái cây này thì mình cũng nhìn thấy ở ngoài đường rất là nhiều, ở đường phố Hà Nội cũng rất là nhiều ấy. Kiểu nó hơi hơi giống cây khế nhưng mà lá nó tròn hơn. Đây, đây lá nó đây. Đấy, đây là cây muồng ràng ràng. Còn ở đây thì mình đi gần hết rồi á. Mình thấy là chủ yếu là bên này này. Đây là khỉ mặt đỏ này. Ở đây thì chủ yếu ở bên phía bên cầu ấy, thì chủ yếu là khỉ. Chủ yếu là khỉ đi ở bên cầu này. Đây, cầu bên này thì đây thì mình sẽ chụp. Cầu bên này thì có vẻ như là nó không được bề thế như là cầu bên kia á, nhưng mà nó vẫn khá là đẹp. Ở phía bên cầu đi xuống á thì có một cái con cá sấu bằng sắt này. Đấy, chắc là vật phong thủy gì đó. Rồi. Đó. Đây. Đây là cái khung hoa này. Đấy. Rồi. Không phải là có một con đâu mà có rất là nhiều con. Đấy. Vườn thú thiết kế cái cổng như thế này khá là độc đáo, mình thấy khá là độc đáo. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video đến đây. Và trong quá trình làm video thì rất là khó tránh khỏi những thiếu sót, thì mình rất là hy vọng mọi người sẽ để lại cái bình luận để mình sẽ đọc chi tiết từng bình luận một và cải thiện chất lượng video tốt hơn từ các tập tiếp theo. Và mọi người nhớ bấm like, share, chia sẻ để like, share, chia sẻ để và đăng ký kênh để được YouTube thông báo khi mà mình đăng video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người từ các tập tiếp theo.